Chào các em, như đã biết, theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hóa học, chúng ta sẽ lập phương trình hóa học để biểu diễn phản ứng hóa học. Đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Xét phản ứng hóa học giữa khí hydrogen và khí oxygen tạo thành nước được biểu diễn bằng phương trình chữ sau. Biết, công thức hóa học của hydrogen là H2, oxygen là O2, nước là H2O. Khi thay tên chất bằng công thức hóa học, thì ta được sơ đồ của phản ứng. Sơ đồ của phản ứng có biểu diễn đúng phản ứng hóa học hay không? Chúng ta cùng xem xét nhé. Từ nguyên tử khối của hydrogen là 1, nguyên tử khối của oxygen là 16. Chúng ta tính được phân tử khối của phân tử H2 là 2. Phân tử khối của O2 là 32, phân tử khối của H2O là 18. Như vậy, tổng khối lượng các nguyên tử trước phản ứng là 34, còn tổng khối lượng các nguyên tử sau phản ứng là 18, không bằng nhau. Như vậy là không biểu diễn đúng phản ứng hóa học, bởi vì theo định luật bảo toàn khối lượng, trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. Vậy, làm thế nào để biểu diễn được tổng khối lượng các sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng? Nếu đặt phân tử các chất phản ứng là H2 và O2 lên đĩa A, phân tử sản phẩm H2O lên đĩa cơm B, cân sẽ lệch về phía A. Vậy, muốn cân thăng bằng, ta sẽ thêm sản phẩm vào đĩa cân B, tức là thêm phân tử H2O lên đĩa cân B. Kết quả sẽ như thế nào? Các em dự đoán xem. Kết quả là cán cân sẽ lệch về đĩa cân B do hai phân tử H2O nặng 36 DVC. Còn ở đĩa cân A, tổng khối lượng phân tử H2 và O2 vẫn là 34 DVC. Để cân thăng bằng, ta cần thêm phân tử phản ứng lên đĩa cân A. Thêm H2 hay thêm O2? Các em hãy quan sát hai đĩa cân và đưa ra lựa chọn của mình. Do số nguyên tử O ở đĩa A và số nguyên tử O ở đĩa B đã bằng nhau, còn số nguyên tử H ở đĩa A ít hơn so với số nguyên tử H ở đĩa B, nên ta sẽ thêm phân tử H2 vào đĩa cân A. Lúc này, cân đã thăng bằng chưa? Các em theo dõi tiếp tục nhé! Lúc này, cân đã thăng bằng. Kiểm lại, chúng ta thấy trên đĩa cân A có hai phân tử H2 và một phân tử O2. Trên đĩa cân B có hai phân tử H2O. Ở hai đĩa cân đều nặng 36 DVC và ở hai đĩa cân đều có bốn nguyên tử H và hai nguyên tử O. Có nghĩa là số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng nhau thì tổng khối lượng được bảo toàn và như vậy thì mới biểu diễn đúng phản ứng hóa học. Tóm lại, chúng ta có hai phân tử H2 tác dụng với một phân tử O2 ở nhiệt độ cao tạo thành hai phân tử H2O. Đây chính là phương trình hóa học. Ở phương trình hóa học, số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau. Vậy các em đã biết cách đếm số nguyên tử chưa? Ví dụ, với công thức hóa học H2, số 2 viết nhỏ dưới chân ký hiệu hóa học gọi là chỉ số. Còn con số viết trước công thức hóa học và cao bằng ký hiệu hóa học gọi là hệ số. Khi lấy hệ số nhân với chỉ số, chúng ta sẽ được số nguyên tử. Ví dụ, ở phương trình hóa học vừa xét, 2H2. Chỉ số của H là 2 nhân với hệ số của H là 2, chúng ta có 4 nguyên tử H. Còn trong phân tử O2, chỉ số của O là 2,
hệ số không ghi là 1. Vậy chúng ta có hai nguyên tử ô. Trong hai phân tử H2O, chỉ số của H là 2 nhân hệ số 2 là 4 nguyên tử H. Chỉ số của ô không ghi là 1 nhân hệ số 2 là 2 nguyên tử ô. Nên trong hai phân tử H2O có 4 nguyên tử H và 2 nguyên tử ô. Bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận lại những nội dung chính mà vừa tìm hiểu được. Với phương trình chữ, khí hydrogen tác dụng với khí oxygen ở nhiệt độ cao tạo thành nước. Khi ta đổi từ tên chất sang công thức hóa học thì chúng ta sẽ có sơ đồ của phản ứng. H2 tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành H2O. Khi cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng, chúng ta có phương trình hóa học. Hai phân tử H2 tác dụng với một phân tử O2 ở nhiệt độ cao tạo thành hai phân tử H2O. Như vậy, phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước lập phương trình hóa học. Với phản ứng giữa nhôm, aluminium và khí oxygen được biểu diễn bằng phương trình chữ như sau. Bước thứ nhất, viết sơ đồ của phản ứng. Aluminium, công thức hóa học chính là ký hiệu hóa học Al. Khí oxygen, công thức hóa học là O2. Công thức hóa học của các chất tham gia phản ứng sẽ được nối với nhau bằng dấu cộng. Liền sau đó là dấu mũi tên đứt khúc biểu diễn đây là sơ đồ của phản ứng. Do phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao nên chúng ta có tê độ trên dấu mũi tên. Aluminium oxide, công thức hóa học là Al2O3. Công thức hóa học của sản phẩm sẽ được viết sau dấu mũi tên. Do trong phương trình hóa học, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau, nên tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra xem số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng trong trường hợp này như thế nào. Với Al, chỉ số của Al không ghi là 1, hệ số của Al không ghi là 1. Chúng ta có một nguyên tử Al. Với O2, chỉ số của O là 2, hệ số của O không ghi là 1. Chúng ta có 2 nhân 1 là 2 nguyên tử O. Trong phân tử Al2O3, chỉ số của Al là 2, có 2 nguyên tử Al, chỉ số của O là 3, có 3 nguyên tử O. Chúng ta có 2 Al và 3 O. Từ đây thấy được số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng chưa bằng nhau. Nên bước thứ hai là chúng ta sẽ đi cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phản ứng hóa học. Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố chính là tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức. Với sơ đồ phản ứng vừa nêu, số nguyên tử Al và O đều không bằng nhau, nhưng nguyên tố O có số nguyên tử nhiều hơn. Ta bắt đầu từ nguyên tố này. Trước hết, làm chẵn số nguyên tử O ở bên phải, tức đặt hệ số 2 trước Al2O3. Ta được 2Al2O3. Trong hai phân tử Al2O3, chỉ số của O là 3 nhân hệ số 2 là 6. Chúng ta có 6 nguyên tử O. Trước phản ứng, trong phân tử O2, chỉ số của O là 2. Chúng ta sẽ nhân vào đây hệ số 3 để có 6 nguyên tử O. Trở lại với hai phân tử Al2O3 sau phản ứng, chỉ số của Al là 2 nhân hệ số 2 là 4. Chúng ta có 4 nguyên tử Al. Trước phản ứng, Al chỉ số không ghi là 1. Chúng ta tiếp tục nhân hệ số 4 để có 4 nguyên tử Al. Kiểm tra lại số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng. Với 4Al, chỉ số của Al không ghi là 1 nhân hệ số 4 là 4, 4 nguyên tử Al. 3O2,
Chỉ số của ô là 2 nhân hệ số 3 là 6. Chúng ta có 6 nguyên tử ô. 2Al2O3. Chỉ số của Al là 2 nhân hệ số 2 là chúng ta có 4 nguyên tử Al. Chỉ số của ô là 3 nhân hệ số 2 là 6. Chúng ta có 6 nguyên tử ô. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Tức là chúng ta đã viết được phương trình hóa học bằng cách nối liền dấu mũi tên đứt gạch thành mũi tên liền nét. Các em ghi nhận lại các bước lập phương trình hóa học gồm có 3 bước. Thứ nhất, viết sơ đồ của phản ứng gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm. Bước 2, cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố, tức là tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức. Cuối cùng, viết phương trình hóa học. Ví dụ, biết nhôm aluminium Al tác dụng với khí oxygen O2 tạo ra aluminium oxide Al2O3. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng trên. Bước 1, viết sơ đồ của phản ứng bằng cách thay tên chất bằng công thức hóa học. Công thức hóa học của các chất tham gia phản ứng có Al và O2 được nối với nhau bằng dấu cộng. Sau đó là dấu mũi tên đứt nét. Điều kiện phản ứng tê độ. Và công thức hóa học của sản phẩm là Al2O3. Bước 2, cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Chúng ta bắt đầu từ nguyên tố có số nguyên tử nhiều hơn, đó là nguyên tố O, bằng cách làm chẵn số nguyên tử O ở bên phải, tức là thêm hệ số 2 trước Al2O3. Lúc này, 2Al2O3, chỉ số của O là 3 nhân hệ số 2 là 6, 6 nguyên tử O, nên chúng ta thêm hệ số 3 trước O2. 3O2, chỉ số của O là 2 nhân hệ số 3 là 6. Chúng ta cũng có 6 nguyên tử O. Trở lại, 2Al2O3, chỉ số của Al là 2 nhân với hệ số 2 là có 4 nguyên tử Al. Trước phản ứng, chỉ số của Al không ghi là 1. Chúng ta nhân hệ số 4 để có 4 nguyên tử Al. Lúc này, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng đã bằng nhau. Nói liền dấu mũi tên, chúng ta đã hoàn thành xong phương trình hóa học. Lưu ý, không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng. Ví dụ, Al chỉ số là 1 không ghi, viết Al4 là sai. Phân tử oxygen công thức hóa học là O2. Viết O6 là sai, hoặc 6O cũng là sai. Lưu ý thứ hai, viết hệ số trước công thức hóa học và cao bằng ký hiệu hóa học. Nếu viết hệ số trước công thức hóa học nhưng nhỏ dưới chân ký hiệu hóa học là sai. Hoặc đưa hệ số chen ngang vào giữa công thức hóa học cũng là sai. Lưu ý tiếp theo, nếu trong công thức hóa học có nhóm nguyên tử thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng, số nhóm nguyên tử phải bằng nhau. Ví dụ, lập phương trình hóa học từ sơ đồ của phản ứng sau. Số nguyên tử Na cũng như nhóm OH ở bên trái đều là 2 và ở bên phải đều là 1. Còn số nguyên tử Ca và số nhóm CO3 ở hai bên đều đã bằng nhau. Chỉ cần đặt một hệ số trước công thức một chất là viết được phương trình hóa học. Các em sẽ đặt hệ số mấy trước công thức hóa học nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ đặt hệ số 2 trước công thức hóa học NaOH. Như vậy, phương trình hóa học đã được viết xong.
Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng giữa aluminum và khí oxygen được đọc như sau. Bốn nguyên tử aluminum tác dụng với ba phân tử khí oxygen tạo thành hai phân tử aluminum oxide. Hay các em cũng có thể đọc là bốn nguyên tử Al tác dụng với ba phân tử O2 tạo thành hai phân tử Al2O3. Từ đây chúng ta biết được tỷ lệ số nguyên tử Al, số phân tử O2 và số phân tử Al2O3 trong phản ứng là 4:3:2. Hoặc chúng ta cũng có thể biết được tỷ lệ số nguyên tử Al và số phân tử O2 trong phản ứng là 4:3. Đây chính là ý nghĩa của phương trình hóa học. Từ phương trình hóa học, chúng ta sẽ biết được tỷ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng hoặc tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa từng cặp chất trong phản ứng. Các em ghi nhận lại nội dung của phần 2 La Mã, ý nghĩa của phương trình hóa học. Ghi nhận lại ví dụ, vẫn là phản ứng giữa aluminum và khí oxygen. Phản ứng này có 3 chất, gồm 2 chất tham gia và 1 sản phẩm, nên tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng là tỷ lệ giữa số nguyên tử Al, số phân tử O2 và số phân tử Al2O3. Chính là tỷ lệ giữa 3 hệ số 4:3:2. Mặt khác, từ ba chất trong phản ứng hóa học trên, chúng ta có được ba cặp chất. Đây chính là ý nghĩa của phương trình hóa học biểu diễn phản ứng giữa aluminum và khí oxygen tạo thành aluminum oxide. Qua bài học này, các em cần biết được phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học, nắm được các bước lập phương trình hóa học, biết được ý nghĩa của phương trình hóa học là cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất và từng cặp chất trong phản ứng. Chúc các em học tốt!